Khi sáng các bạn bắt đầu thức dậy, các bạn nói gì với con? Các bạn làm gì với con? Rồi sau các bạn ra khỏi nhà, rồi các bạn nói gì với chồng, các bạn nói gì với vợ? Rồi các bạn đi vào tiệm, các bạn đi vào công sở, các bạn sẽ làm gì, nói gì với những người chung quanh? Hoặc là các bạn không nói thì các bạn sẽ nhắn tin cho ai? Các bạn sẽ Facebook cho ai? Các bạn sẽ Messenger cho ai? Các bạn sẽ Viber cho ai? Các bạn sẽ email cho ai? Các bạn sẽ nhắn tin, các bạn sẽ điện thoại cho ai? Hoặc là mặt đối mặt với ai? Để giao việc này, để thuyết phục người này, để làm chuyện kia. Tất cả những người chung quanh chúng ta 360 độ, bên trong tim của chúng ta là gia đình của mình, những người mình yêu thương. Và ở phía trên mình là sếp của mình, là manager, là boss của mình. Và hàng ngang là những người đồng nghiệp, cộng sự của mình. Và ở dưới là chúng ta có nhân viên. Và chung quanh chúng ta lúc nào cũng có, đó là những người chung quanh, là khách hàng, là rất là nhiều những stakeholders khác. Và các bạn thử nhìn lại trong ngày xem là bạn dùng bao nhiêu thời gian của mình để sử dụng ngôn ngữ. Sử dụng ngôn ngữ để nói nè, để viết nè, để nhắn tin nè, để nói chuyện điện thoại nè, để email, để làm tất cả mọi hình thức để mà giao tiếp giữa con người chúng ta với nhau để đạt được cái điều gì đó. Đúng không ạ? Mình dặn con mình làm cái này, học giỏi, học ngoan, không chơi game, ví dụ như vậy. Mình dặn chồng cái này, mình giao cho nhân viên làm cái kia. Mình làm một cái bản báo cáo cho sếp, mình nói chuyện, mình thuyết phục với khách hàng. Tất cả những điều đó các bạn nhìn lại, các bạn sẽ dùng từ sáng tới tối đi ngủ, có thể là từ 70 cho đến 90% thời lượng của mình là chúng ta dùng những cái ngôn ngữ. Và các bạn có biết không, ngôn ngữ vô cùng quan trọng. Bởi vì nó là sự phản ánh của tư duy của chúng ta. Và ngoài ra nó có một cái ảnh hưởng vô cùng to lớn, và đặc biệt là ngày hôm nay. Các bạn có bao giờ thấy không? Người ta không cần đánh đập gì mình hết, nhưng mà cái lời nói của người ta, hay một cái nhắn tin của người ta, hay là một cái điều gì đó tự nhiên làm cho mình cảm thấy rất là mất động lực, cảm thấy buồn, lo, sợ hãi. Hoặc là cũng có người ta không làm gì cho mình hết, nhưng lời nói của người ta, như người chung quanh hay của cha của mẹ, làm cho chúng ta cảm thấy lên tinh thần, vượt qua khó khăn, lên cái mood, có năng lượng và tiếp tục hành trình, mặc dù là gặp rất là nhiều cái khó khăn phía trước. Đó chính là cái sức mạnh của ngôn ngữ, của sự giao tiếp. Và các bạn sẽ bối rối, ồ vậy thì tôi sẽ giao tiếp như thế nào để hiệu quả? Có một cái nguyên tắc hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn. Dù trong mọi hoàn cảnh nào, và dĩ nhiên trong cuộc sống của chúng ta sẽ gặp rất là nhiều những cái thách thức. Nếu như mà mình được cơ hội lúc nào mình cũng vui cười, khen tặng, yêu thương người khác, thì cuộc đời này nó quá lý tưởng, nó quá tuyệt vời, phải không các bạn? Nhưng mà sẽ có rất nhiều lúc chúng ta gặp những cái thách thức, chúng ta phải khiển trách, chúng ta phải phê bình, chúng ta phải thậm chí phải sa thải, chúng ta phải có thể lập phạt, vân vân. Con của mình, vân vân, hay là những người chung quanh, nhân viên của mình, hoặc có những trường hợp trái tay gãi mắt, vân vân, thì mình sẽ xử lý như thế nào? Và một cái nguyên tắc hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn, dù trong mọi hoàn cảnh thì cái ngôn ngữ và cái tư duy của chúng ta nó luôn hướng đến cái điều tích cực và xây dựng. Chúng ta biến cái sự là tôi không thể, ngay cả chính bản thân mình mà nói với mình, hay là người khác nói rằng là mẹ ơi con không thể, hoặc là người nhân viên nói trời ơi chị ơi cái này sao mà được, không thể, hay anh ơi cái này tôi làm không được, nó không thể. Cái ngôn ngữ không thể thì chúng ta biến nó sang thành có thể. Chúng ta biến cái điều tiêu cực thành cái điều xây dựng. Chúng ta biến cái điều mà những cái mà đã xong xuôi rồi trong quá khứ, chúng ta biến nó sang tương lai. Chúng ta biến những cái sự nỗi sợ, những cái lo toan, chúng ta sẽ biến chuyển nó thành lòng can đảm. Chúng ta biến những cái phiền trách, những cái đổ lỗi, những cái phàn nàn, chúng ta biến nó thành là cái sự khích lệ. Chúng ta biến những cái rối rắm thành cái hướng giải quyết. Và đó là cái nguyên tắc mà chúng ta luôn ghi nhớ trong cuộc sống. Bởi vì những cái sự phàn nàn, những cái sự không thể, những cái sự chối từ, những cái sự sợ hãi, những cái sự gọi là đổ lỗi, vân vân và vân, hoặc là những cái rối rắm, nó là một cái cơ chế sống còn để chúng ta tự vệ.
Và chúng ta đang ở trong cái cuộc sống hiện đại này, chúng ta phải phát triển và nâng tầm. Chúng ta không cần phải lúc nào cũng cái thế là tự vệ, là phải phòng thủ vì có voi rượt hổ rình nữa. Mà chúng ta đã an toàn rồi, chúng ta phải cất cánh, chúng ta phải thăng hoa. Thì các bạn phải dùng cái ngôn ngữ của mình, cái tư duy của mình để biến chuyển ngay cả bản thân mình trong cái trường hợp xấu nhất, trong cái trường hợp tệ nhất, hay là người khác chung quanh mình họ đang bị rối rắm trong cái hoàn cảnh như vậy, họ nói với mình thì mình sẽ đối đáp và mình sẽ chuyển ngữ, chuyển tư duy người ta để người ta chuyển từ cái cơ chế tự vệ đó, rối rắm mình sợ hãi, lo sợ không thể không có, phàn nàn trách cứ, tiêu cực, hành qua cái hướng có thể tích cực tương lai, sự lòng can đảm, sự khích lệ bằng ngôn ngữ, bằng tư duy. Và cái đó là cái tiêu chí làm cha, làm mẹ, làm thầy, làm cô, làm phụ huynh, làm người lãnh đạo trong đội nhóm. Các bạn phải luôn luôn nhắc nhở mình. Và ngay cả bản thân tôi có những lúc mình suýt bị lôi vô cái cơ chế tiêu cực và tự vệ, đúng không các bạn? Mình là con người mà cái cảm xúc mình nó lôi vào cái hoàn cảnh đó. Nhưng mà mình phải bừng tỉnh là mình và mình aware, mình ý thức được, ô Lan ơi, bạn đã bị tuột vô cái cơ chế tự vệ và cái cơ chế sống còn này rồi, không được. Bạn phải lôi bạn ra lại bằng cái ngôn ngữ gì, bằng cái tư duy gì, và tôi bóc tôi ra trở lại. Thì đó là một cái bài ngắn gọn hôm nay tôi muốn chia sẻ với các bạn, để các bạn nhớ và luôn luôn ghi nhớ và phải nhắc nhở mình, để mình luôn luôn đứng vững là một người cha mẹ vững vàng, một người thủ lĩnh và một người quản lý và lãnh đạo bản lĩnh để dẫn dắt đồng đội của mình. Và các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa là chúng ta sẽ thực hành nó như thế nào trong trường hợp 3 A B C cuộc sống, chúng ta sẽ chuyển nó ra làm sao, chúng ta sẽ xử lý những cái kỹ thuật, những cái cách của chúng ta thực hành như thế nào, thì xin mời các bạn hãy nhắn tin em quan tâm để tham gia, để được tư vấn tham gia lớp học Leadership 5.0, nơi mà tôi dạy cho các bạn rất là nhiều, huấn luyện cho bạn rất là nhiều về kỹ năng giao tiếp kiên định của thời hiện đại. Các bạn sẽ học được cách ứng xử, nói chuyện, giao tiếp, viết, nói, nhắn tin trong tất cả các tình huống rất là khó khăn trong cuộc sống, với gia đình, với chồng, với con, với khách hàng, rất là nhiều khi khách hàng rất là giận dữ và có thể là hơi đê tiện nữa, thì mình sẽ xử lý như thế nào. Kỹ năng giao tiếp, tự tin và kiên định là một cái phần rất là lớn trong chương trình huấn luyện Leadership 5.0. Ngoài những kỹ năng khác như là xử lý tình huống, giải quyết mâu thuẫn, coaching, huấn luyện cho đồng đội, thay đổi bản thân, thay đổi hành vi, xây dựng đội nhóm, nói chung là rất là nhiều những cái topic tuyệt vời, rất là đời để giúp các bạn xây dựng cuộc sống của mình thành công và tốt đẹp hơn. Các bạn sẽ có một thời gian rất là tuyệt vời, 12 tuần là gần 3 tháng với tôi, học trực tiếp với tôi và một người trợ giảng của tôi cũng rất là tuyệt vời, và các bạn sẽ tiến bộ từng buổi từng ngày. Và các bạn muốn biết thêm chi tiết hãy nhắn tin em quan tâm để được tư vấn thêm. Rất mong được gặp các bạn trong lớp học chuyên sâu. Xin chào các bạn. Believe, begin, become. Hãy tin, hãy bắt đầu và bạn sẽ trở thành.